Akashi Kaikyo, cây cầu treo dài nhất thế giới, biểu tượng cho tiến bộ trong xây dựng. Người Nhật vốn nổi tiếng với những công trình mang tầm cỡ thế giới, và cầu treo Akashi Kaikyo chính là một trong số đó. Cơ quan quản lý cầu Honshu Shikoku, nơi chịu trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng cầu Akashi Kaikyo, từng khẳng định rằng cây cầu này có thể chịu được động đất tới 8,5 độ Richter, hiên ngang trước gió lớn với vận tốc 280 km/h và sóng thần 4,5 m trên giây. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy người Nhật Bản đã dùng tâm huyết vào việc xây dựng cầu Akashi Kaikyo nhiều như thế nào. Được kỳ vọng sẽ giảm bớt đau thương. Cầu Akashi Kaikyo còn có tên tiếng Anh là Pearl Bridge, là một cầu treo kiểu kết cấu dây võng ở Nhật Bản, bắc qua vịnh Akashi, nối Maiko ở Kobe với Iwaya của đảo Awachi và là một phần trong tuyến đường cao tốc Honshu Shikoku. Trước khi cầu Akashi Kaikyo được xây dựng, mọi người phải đi lại bằng phà qua eo biển Akashi, nơi gió bão rình rập quanh năm vô cùng nguy hiểm. Năm 1955, đã từng có hai chiếc phà chìm ở eo biển này trong một cơn bão, làm 168 người thiệt mạng. Nỗi đau thương này đã làm dấy lên làn sóng phải làm điều gì đó trong tiềm thức con người Nhật Bản. Qua sự việc đau lòng này, chính phủ Nhật Bản đã có kế hoạch xây dựng một cây cầu treo qua eo biển Akashi. Kể từ đó, hàng ngàn kỹ sư giỏi ngày đêm lên kế hoạch, nghiên cứu và tìm tòi cho giải pháp khả thi nhất. Ban đầu, người ta có kế hoạch xây dựng một cây cầu có cả đường sắt. Nhưng khi dự án bắt đầu vào tháng 4 năm 1986, nó đã bị hạn chế xuống, chỉ còn dành cho đường bộ. Cuối cùng, sau nhiều năm xây dựng, vào ngày 5 tháng 4 năm 1998, cây cầu đã được khánh thành. Đây là cây cầu treo có nhịp dài nhất thế giới tại thời điểm đó. Tổng chiều dài 3.911 m với 3 nhịp, nhịp chính dài 1.991 m. Hai nhịp biên dài 960 m. Cầu được bắc qua vịnh Akashi, có bề rộng thông thuyền là 1.500 m, phục vụ tuyến đường thủy quốc tế. Với tổng chi phí lên tới khoảng 500 tỷ yên, tương đương gần 5 tỷ đô, đặt tại một trong những địa điểm khắc nghiệt nhất trên thế giới, Akashi Kaikyo có thời gian xây dựng lên tới 10 năm và được coi là một trong những cây cầu treo kiên cố nhất trên thế giới. Chính phủ Nhật Bản và các nhà quản lý tin rằng, với quá trình bảo trì liên tục và nghiêm túc như hiện nay, tuổi thọ hoạt động của Akashi Kaikyo sẽ lên tới 200 năm. Biểu tượng cho tiến bộ trong kỹ thuật xây dựng. Người Nhật đã thật sự thành công với công cuộc xây dựng hoàn hảo. Akashi Kaikyo chính là biểu tượng cho những tiến bộ mới nhất trong kỹ thuật xây dựng cầu của thế giới. Để có thể đương đầu với các hiện tượng thời tiết bất lợi như động đất và sóng thần, các nhà thiết kế đã quyết định xây dựng các trụ cầu lớn với chiều dài ngang bằng một tòa nhà 20 tầng. Các trụ chính được đặt ở vị trí sâu 60 mét so với mực nước biển, với sức chịu tải lên tới 120.000 tấn. Hai tháp chính của cầu cao 298 mét so với mực nước biển. Bên cạnh đó, cầu Akashi Kaikyo còn được trang bị hệ thống dầm cứng khớp nối, có thể chịu được sức gió 268 km/h và những trận động đất lên tới 8,5 độ Richter, cùng với tác động của sóng biển lên thân cầu. Ngoài ra, các kỹ sư thiết kế cũng tiến hành cho lắp đặt hệ thống bao gồm 20 quả cầu con lắc điều hòa khối lượng Tuned Mass Damper TMD trên các trụ chính. Chính những quả cầu này có nhiệm vụ dịch chuyển theo hướng ngược gió nhằm tạo ra lực cân bằng giúp duy trì hình dạng của cây cầu trước những cơn gió và động đất cường độ lớn. Hệ thống TMD này hiện cũng đang được áp dụng rộng rãi trên các tòa nhà chọc trời để ứng phó với bão và gió lớn. Ngoài ra, phương pháp thiết kế sắp xếp các thanh dầm thép giữ cầu theo hình tam giác ngay phía dưới đường đi cho phương tiện giao thông cũng góp phần khiến cho cây cầu trở nên vững chắc hơn so với thiết kế thông thường, đồng thời giảm thiểu lực cản gió đi ngang qua thân cầu. Thép gia cường là vật liệu chính được sử dụng để tạo nên kết cấu chính của cầu Akashi Kaikyo. Thép sử dụng trong xây dựng cây cầu là loại có độ bền kéo cao với khả năng chịu tải lớn và chi phí chế tạo thấp. Cùng với hệ thống dầm thép có độ bền kéo cao, hệ thống cáp giữ cầu được chế tạo từ vật liệu dây thép mạ kẽm với mục đích chống chọi với lực kéo giãn cao. Hệ thống cáp này có đường kính lên tới 112cm
và chứa đến 36.820 dây da cường. Theo ước tính, cây cầu Akashi Kaikyo sử dụng đến 300.000 km đường cáp chịu lực trong quá trình xây dựng. Thời tiết khắc nghiệt của khu vực vịnh Akashi cũng là một thử thách đầy khó khăn cho các kỹ sư trong suốt quá trình xây dựng cây cầu. Một trận động đất lớn với cường độ lên tới 7,2 độ Richter, khoảng cách tâm chấn lên tới 20 km, đã xảy ra ngay sau khi quá trình xây dựng các trụ chính của cây cầu vừa kết thúc. Tuy nhiên, trận động đất chỉ có thể tác động nhẹ đến chiều dài dự kiến do sự dịch chuyển khoảng cách giữa các trụ với nhau. Hệ thống trụ cầu và dầm thép của cây cầu lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dư chấn này. Toàn bộ cây cầu được trang bị 1.711 đèn tín hiệu, bao gồm 1.084 đèn cho hệ thống dây cáp cầu, 116 đèn cho các tháp chính, 405 đèn cho các trụ dầm và 132 đèn cho các dây neo. Hệ thống chuẩn màu RGB, Red, Green, Blue cũng được áp dụng vào hệ thống đèn nhằm tạo nên tính thẩm mỹ cho cây cầu và gia tăng khả năng trình chiếu và biểu diễn trong các dịp lễ lớn của Nhật Bản. Để có thể bảo quản cây cầu trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt của khu vực vịnh Akashi, hàng loạt công nghệ đã được áp dụng trong quá trình sửa chữa và bảo trì cây cầu. Nổi bật là hệ thống lưu thông không khí có độ ẩm thấp bên trong hệ thống cáp chính của cây cầu. Mục đích của hệ thống này nhằm duy trì độ ẩm thấp bên trong hệ thống cáp giữa cầu chính, qua đó ngăn chặn quá trình ăn mòn của gió biển cũng như tác động của muối đến các dây kim loại của hệ thống cáp chính. Mang nhiều ý nghĩa về kinh tế. Nhờ cầu Akashi Kaikyo, thời gian đi lại giữa Honshu và Shikoku được rút ngắn đáng kể và rõ ràng thuận lợi hơn nhiều. Thời gian đi từ Kobe đến đảo Awachi cũng được rút ngắn một nửa. Việc đi lại từ Osaka đến Tokushima chỉ mất 1 giờ 40 phút so với trước đây phải đi phà mất tới 3 giờ. Bên cạnh việc tiết kiệm thời gian, cây cầu này cũng tạo sự thúc đẩy cần thiết cho kinh tế địa phương, thậm chí nhiều hơn cầu Seto Ohashi vì nó nối Shikoku trực tiếp với các trung tâm công nghiệp và kinh tế của vùng Kansai. Số du khách từ khu vực Kansai đến Shikoku tăng đáng kể, tạo tiền đề kinh tế cho cả một khu vực. Đặc biệt ngày nay, du khách có thể tới tham quan và tìm hiểu thêm về những kỹ thuật hay phương pháp xây dựng tại bảo tàng Hashi no Kaigakukan nằm ngay phía dưới chân cầu. Bên trong bảo tàng có trưng bày mô hình thí nghiệm đường hầm gió của cầu Akashi Kaikyo với chiều dài 40m. Những kỹ thuật xây dựng được ghi chép lại bằng hình ảnh 3D đặc biệt. Bất cứ du khách nào đến thăm cầu Akashi Kaikyo dù chỉ một lần cũng đều cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp hoành tráng kỳ vĩ của nó, đồng thời cảm thấy thán phục sức mạnh của bộ óc và đôi bàn tay khéo léo của người dân xứ Phù Tang. Nhờ dám nghĩ, dám làm và đón nhận thách thức mà người dân Nhật Bản đã làm được rất nhiều điều tưởng chừng như không ai làm được. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.